Alexander Usyk phản ứng ra sao về việc Joshua đổi người huấn luyện trước trận tái đấu? Dường như thì Anthony Joshua sẽ thay đổi huấn luyện viên mới nhằm phục thù Alexander Usyk. Vậy đại diện của nhà vô địch Ukraine nói gì? Ngôi sao sinh ra tại Watford đã hứng chịu thất bại thứ hai trong sự nghiệp ở màn đối đầu với Usyk tại sân vận động Tottenham Hotspur vào ngày 25 tháng 9. Sau khi trải qua một cuộc so găng kéo dài, Joshua đã thua trận dựa theo điểm số, qua đó đánh mất các danh hiệu WBA, WBO, IBF cùng IBO vào tay mèo Oleg. Giờ đây để chuẩn bị cho màn tái đấu sắp tới, Ozzy đang ghé thăm nhiều phòng tập có tiếng ở Mỹ. Với nhiều suy đoán anh muốn tìm một huấn luyện viên mới thay cho Rob McLaughlin. Nhưng điều này cũng không tạo ra nhiều ảnh hưởng đối với Usyk, khi ông bầu của võ sĩ 34 tuổi là Alexander Krasut khẳng định, tân vương các danh hiệu tổng hợp không quan tâm đến điều này. Trên trang IG cá nhân, một fan hâm mộ đã hỏi Krasut, Usyk có nói gì về việc Joshua thay đổi người huấn luyện cho trận tái đấu hay không? Và nhà tổ chức người Ukraine đáp trả thật lạnh lùng. Có, cậu ấy nói rằng mình không quan tâm. Sau đó Krasut còn bình luận thêm, chiến thắng không liên quan đến huấn luyện viên, nó là vấn đề của trái tim, lòng dũng cảm, sự nỗ lực và cống hiến. Trong quá trình hỏi đáp này thì Krasut cũng khẳng định rằng Usyk sẵn sàng đối đầu với Tyson Fury sau khi so găng lần hai cùng Joshua. Dù thế thì hiện tại mèo Oleg chỉ tập trung vào màn tái đấu sắp tới. Trước đó nhiều báo cáo cho biết Usyk không muốn thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng Fury vì ngôi sao người Anh chiếm ưu thế quá lớn về thể hình. Tuy nhiên đại diện của nhà vô địch thuận tay trái đã bác bỏ điều này. Kích cỡ không bao giờ tạo ra ảnh hưởng. Còn bạn, theo bạn thì Alexander Usyk đấu với Tyson Fury, ai sẽ là người chiến thắng? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua hợp tác với huấn luyện viên cũ của Mike Tyson. Anthony Joshua đã yêu cầu người huấn luyện cũ của Mike Tyson biến mình thành một con thú trên võ đài trước cuộc tái đấu với Alexander Usyk. Trong quá trình tìm kiếm một sự thay đổi mới trước trận đại chiến lần 2 cùng Usyk, Joshua đã có những buổi tập cùng Ronnie Shields giữa tuần này. Không có gì ngạc nhiên khi cựu vương người Anh đã thay đổi quan điểm của mình sau trận thua đối thủ người Ukraine cuối tháng trước. Cả hai dự kiến sẽ đối đầu một lần nữa vào tháng 3 năm sau. Và tất nhiên, Ozzy cũng có một cách tiếp cận trận đấu mới sau khi bản thân đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi lối đánh khó chịu của Usyk. Sau khi trao đổi cùng Joshua, Shields đã có những chia sẻ cùng The Boxing. Điều đầu tiên cậu ta nói với tôi khi đến đây, nghe này, tôi biết mọi người không nghĩ rằng tôi là một con thú dữ, tôi chỉ là một võ sĩ boxing thuần túy, nhưng tôi muốn là một con thú dữ trong trận đấu sắp tới. Đó là những lời từ chính cậu ấy. Cậu ta khẳng định rằng tôi sẽ là một con thú dữ trên võ đài. Tôi chỉ cần ông chỉ cho tôi cách để trở nên lợi hại nhất. Điều đó đã trả lời cho câu hỏi của tôi về cậu ấy, bởi vì thắc mắc của tôi đối với Joshua là tại sao cậu ta lại trình diễn kỹ năng suốt cả trận đấu. Và Joshua đáp lại rằng cậu ấy nghĩ bản thân có thể vượt qua đối thủ bằng kỹ năng. Đó là kế hoạch từ trước. Shields cho biết thêm, ông đã xem lại trận đấu giữa Ozzy và Usyk, rồi trải nghiệm thời gian trên võ đài của ngôi sao 32 tuổi. Tôi đã chỉ ra một vài điểm mà mình nghĩ Joshua nên làm, nhưng cậu ta không làm trong trận đấu đó. Tôi đã nói với cậu ấy những thứ cậu ta đề cập đến. Thật ngạc nhiên khi một nhà vô địch thế giới hạng nặng lại không biết một số điều cơ bản. Vị huấn luyện viên từng làm việc với Mike Tyson chia sẻ. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Alexander Usyk gửi lời cảnh báo đến Joshua trước cuộc tái đấu. Alexander Usyk khen ngợi màn thể hiện của Anthony Joshua trong trận. Alexander Usyk khen ngợi màn thể hiện của Anthony Joshua trong trận đấu gần nhất. Đồng thời, tân vương 34 tuổi cũng gửi lời cảnh báo đến ngôi sao người Anh trong cuộc so găng sắp tới. Sau cuộc đụng độ tại London vào cuối tháng 9, Usyk đã trở thành người thứ hai đánh bại Ozzy tại sàn đấu boxing hạng nặng chuyên nghiệp sau Andy Ruiz vào năm 2019. Joshua đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì màn trình diễn thiếu thuyết phục ngay trên sân nhà. Dù vậy, mèo Oleg cho rằng
mọi người đã quá khắt khe với tay đấm sinh ra tại Watford. Thực tế, trước cuộc so găng cùng Joshua, Usyk mới chỉ đấu 2 trận ở võ đài hạng nặng, và đó là những chiến thắng bằng tính điểm không quá thuyết phục trước Charles Witherspoon và Derek Chisora. Nhưng trong màn chạm trán ở sân vận động Tottenham Hotspur, trước một Joshua được đánh giá cao hơn về thể lực cùng sức mạnh, Usyk đã chứng tỏ cho mọi người tại sao mình được đánh giá là một trong những võ sĩ giỏi nhất thế giới, xét trên tất cả các hạng cân. Tài năng người Ukraine thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật, qua đó đánh bại Aziz sau 12 hiệp đối đầu và duy trì thành tích toàn thắng của bản thân. Kết quả nói trên khiến mèo Oleg được ca tụng khắp nơi, trong khi đó Joshua lại hứng chịu những lời phê phán vì đã khiến một lượng lớn fan hâm mộ thất vọng. Và điều khiến mọi người bất ngờ là Usyk lại có những lời lẽ bảo vệ Aziz. Anh cho rằng những ý kiến chỉ trích là không công bằng và Joshua sẽ là một thử thách đối với mình trong trận tái đấu. Thật không may khi nghe mọi người gay gắt như vậy về màn thể hiện của Joshua, bởi vì tôi là người ở trên võ đài cùng cậu ta và cậu ấy đã thi đấu rất tốt, Usyk chia sẻ cùng DAZN. Tôi thực sự không biết người ta lấy căn cứ ở đâu để chỉ trích cậu ấy, đó rõ ràng là một trận đấu hay. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị cho một thử thách khác cùng cậu ta vào năm tới, và tôi cần phải có phong độ tốt nhất để duy trì vị thế của một nhà vô địch. Cùng với những lời khen, Usyk cũng đưa ra cảnh báo với Joshua rằng anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những danh hiệu mà mình đã làm được tại London. Sau khi trở thành nhà vô địch thế giới hạng nặng, tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Lúc này đã một tháng trôi qua và tôi vẫn như vậy. Tôi tự hào vì bản thân là nhà vô địch mới, nhưng vẫn tập trung vào cuộc sống, tiếp tục tập luyện và chờ đợi trận tái đấu. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Alexander Usyk sẽ tránh lặp lại sai lầm của Ruiz trong màn tái đấu với Joshua. Alexander Usyk tuyên bố bản thân sẽ không mắc sai lầm giống như Andy Ruiz sau khi võ sĩ này hạ gục Anthony Joshua rồi ăn mừng một cách quá đà. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, Ruiz đã gây sốc cho cả thế giới boxing khi hạ knockout Joshua trên đất Mỹ sau 7 hiệp so găng. Kẻ hủy diệt đã đoạt cả thầy 4 danh hiệu hạng nặng trong tay ngôi sao người Anh, qua đó lần đầu tiên trở thành nhà vô địch thế giới. Quá hạnh phúc với kết quả này, tay đấm gốc Mexico đã ăn mừng trong suốt 3 tháng. Và sau những buổi tiệc xa hoa cùng khối lượng đồ ăn thức uống giàu năng lượng, Ruiz đã đạt trọng lượng lên tới gần 130kg trong màn tái đấu Aziz vào tháng 12. Với tình trạng thừa cân quá mức của đối thủ, Joshua dễ dàng hạ gục thành công Ruiz và giành lại ngôi vương bằng chiến thuật hit and run của mình trên sàn đấu. Sau trận thua này, nhà cựu vô địch sinh ra tại California thừa nhận 3 tháng ăn mừng cùng tiệc tùng đã tạo ra ảnh hưởng đối với tôi. Vào cuối tháng trước, Usyk đã trở thành người thứ hai đánh bại Joshua ở sàn đấu chuyên nghiệp sau chiến thắng bằng tính điểm đầy thuyết phục tại London. Chia sẻ với Daily Mail, ngôi sao người Ukraine khẳng định bản thân sẽ không mắc sai lầm giống như Ruiz trong quá khứ. Hoàn toàn đúng như vậy, tôi sẽ không ăn mừng như cách Andy Ruiz đã làm. Mọi người đều ưa thích rượu bia, còn tôi vẫn hài lòng với nước tinh khiết. Ở màn đối đầu tại sân vận động Tottenham Hotspur, mèo Oleg đã áp đảo Joshua bằng kỹ năng boxing ở đẳng cấp cao trong suốt 12 hiệp đấu. Đồng thời sau cuộc thượng đài này, võ sĩ 34 tuổi cũng từ chối những lời khuyên của bản thân nên cố gắng hạ gục Joshua. Hiện tại Usyk đang được liên kết để so tài cùng Tyson Fury sau khi nhà vô địch người Anh đánh bại Deontay Wilder lần 2 một cách ấn tượng. Dù thế, tay đấm sinh năm 1987 không quá đánh giá cao màn thể hiện của hai ông lớn hạng nặng nói trên. Tôi đã xem trận đấu, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về nó. Họ chỉ muốn giết nhau trên võ đài. Lúc này, niềm tự hào của Ukraine đang tập trung cho trận tái đấu với Joshua. Theo đúng giao kèo trước đó, màn so găng này dự kiến sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.